Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự và phát biểu tại Đại hội Nữ doanh nhân Hưng Yên lần thứ nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Huyện Khoái Châu tập trung giải tỏa các vi phạm trên đất nông nghiệp đã tồn tại nhiều năm. Gương sáng, hai liên đội trưởng được trao giải thưởng Kim Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, những nữ doanh nhân tỉnh Hưng Yên cần đổi mới tư duy, năng lực quản lý lãnh đạo, nắm bắt những cơ hội đầu tư kinh doanh mới và phát huy tinh thần đoàn kết lẫn nhau là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và đội ngũ doanh nghiệp tỉnh nhà. Đây là những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tại Đại hội Hội nữ doanh nhân tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất diễn ra tại thành phố Hưng Yên vào sáng nay. Cùng dự đại hội có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và 96 đại biểu chính thức là nữ doanh nhân của tỉnh. Hội nữ doanh nhân tỉnh Hưng Yên được thành lập vào tháng 8 năm 2010 là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng của các nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết nhất trí và quyết tâm vươn lên của lực lượng nữ doanh nhân trong tỉnh, hoạt động của hội nữ doanh nhân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến nay, hội đã quy tụ được 84 thành viên, trong đó đã có nhiều nữ doanh nhân năng động sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn điều hành công ty, được vinh danh là các bông hồng vàng nữ doanh nhân tiêu biểu của cả nước. Chúng tôi đã liên kết ủng hộ người nghèo, rồi cho bò người nghèo, rồi là lại xây nhà tình nghĩa. Và đến nay thì thực sự mà nói là Hưng Yên đổi mới từng ngày. Cho nên nữ doanh nhân của chúng tôi là bây giờ phát triển rất là mạnh, nhất là các bạn trẻ. Đại hội lần thứ nhất, Hội nữ doanh nhân tỉnh đề ra những mục tiêu và phương hướng cụ thể trong nhiệm kỳ 2022-2027 với nội dung trọng tâm như tập hợp và đoàn kết các nữ doanh nhân, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và tiến bộ, chú trọng bảo vệ quyền lợi người lao động, gắn bó với hoạt động cộng đồng từ thiện nhân đạo tại địa phương. Tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại đại hội này, và đại hội đã làm cho chúng tôi có thêm niềm tự hào và là một cái nữ doanh nhân. Chúng tôi càng hiểu rõ hơn cái vai trò và nhiệm vụ của mình, có thêm tự hướng dẫn cũng như là chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn về công tác từ thiện cũng như công xã hội của hiệp hội. Đối với các thành viên, trọng tâm chính là đoàn kết, phải cùng nhất trí để làm sao tất cả các chị em hội viên nữ mà tham gia vào hội thì đều có những các cái bước phát triển, đều có những bước tiến bộ, và doanh nghiệp của mình sẽ được mở mang hơn, sản xuất ra và bán được nhiều những các cái sản phẩm hơn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã gửi lời chúc mừng và biểu dương những kết quả và đóng góp tích cực của đội ngũ nữ doanh nhân tỉnh Hưng Yên trong thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh trong thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định đại hội chính là sự hội tụ của tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, trí tuệ hợp tác và phát triển của nữ doanh nhân tỉnh Hưng Yên, tạo nền tảng vững chắc cho hội trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ này, hội nữ doanh nhân cần tập trung làm tốt một số nội dung quan trọng: đẩy nhanh phát triển các chi hội ở các địa phương để các nữ doanh nhân có thêm cơ hội tham gia và mở rộng hoạt động của hội, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các nữ doanh nhân tham gia hội, phấn đấu làm sao để đa số các nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh của Hưng Yên tham gia vào hội, tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, phải thực sự là trung tâm tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ và liên kết các nữ doanh nhân của tỉnh. Hoạt động của hội phải hướng đến lấy hội viên làm trung tâm và phục vụ cho lợi ích của các hội viên, hỗ trợ thiết thực hiệu quả cho hoạt động của các hội viên, nhất là trong việc cung cấp thông tin rồi chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, hay là phát triển các thương hiệu sản phẩm, kết nối cung cầu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các đối tác đầu tư, đặc biệt là trong việc chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong phụ nữ. Hội cần phải tích cực hơn nữa trong việc thực hiện vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, tham gia xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, tích cực vận động hội viên, các nữ doanh nhân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội để thể hiện trách nhiệm và nghĩa cử tốt đẹp của các nữ doanh nhân đối với xã hội. Đại hội đã bầu 28 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội nữ doanh nhân khóa 1, giám đốc ngân hàng BIDV Hưng Yên Nguyễn Thị Mai Hương được bầu làm chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027. Tối qua, nhân dịp diễn ra đại hội,
Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và phát động ủng hộ quỹ lan tỏa yêu thương. Đến dự chương trình có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương những thành tích của các nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Thành tích này đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ để đội ngũ doanh nhân, chủ doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên phát triển về mọi mặt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các nữ doanh nhân Hưng Yên ngày càng đoàn kết, quy tụ và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tại đêm văn nghệ chào mừng, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hưng Yên đã phát động ủng hộ quỹ lan tỏa yêu thương được số tiền trên 300 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Hội Nữ Doanh nhân Hưng Yên trao tặng cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thực hiện quy định về tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiếp đại diện công dân của các xã Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan, huyện Văn Giang đến kiến nghị phản ánh liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch Eco Park, cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan. Tại buổi tiếp, công dân các xã tập trung kiến nghị về việc đề nghị tỉnh thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ có nội dung bớt một phần đất của dự án để người dân phát triển làng nghề gắn với du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Kiến nghị về được nắm thông tin, tài liệu và một số kiến nghị khác liên quan đến dự án. Các ý kiến của người dân đều mong muốn tỉnh quan tâm chỉ đạo để đảm bảo lợi ích của người dân, của nhà đầu tư, nhà nước, tạo động lực cùng nhau phát triển. Kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định đây là buổi tiếp định kỳ, lãnh đạo tỉnh và các ngành đã lắng nghe, ghi chép, tiếp thu toàn bộ các ý kiến phản ánh của người dân ba xã. Tỉnh sẽ tập trung giải quyết thấu tình đạt lý trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh buổi tiếp hôm nay có nhiều nội dung, các ý kiến kiến nghị cụ thể, chi tiết. Đây là những nội dung phức tạp, kéo dài, chưa được giải quyết, vì vậy cần phải xem xét chặt chẽ, thấu đáo trên cơ sở các quy định của nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các sở ngành có liên quan nghiên cứu để có báo cáo trả lời, bảo đảm đúng với kiến nghị của người dân. Trong buổi tiếp công dân thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn sẽ trực tiếp tiếp và trả lời người dân về nội dung này. Tại buổi tiếp, đại diện công dân của các xã Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan nhất trí với kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên vừa đi thăm và trao huy hiệu 70 năm và 60 năm tuổi Đảng tại huyện Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Đảng viên Vũ Xuân Tư sinh năm 1934, vào Đảng ngày 4 tháng 11 năm 1953, đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Trắc Điền, Đảng bộ xã Đa Lộc, từng công tác tại nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi nghỉ chế độ về địa phương, đồng chí và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Trong dịp này, Đảng bộ phường Hiến Nam thành phố Hưng Yên có 13 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, trong đó 2 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận công lao và sự hy sinh phấn đấu liên tục bền bỉ của các đồng chí đảng viên được trao huy hiệu đợt này đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có gần 5.000 người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 44%. Toàn tỉnh hiện có gần 9.400 người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử. Trong đó có trên 7.800 doanh nghiệp và trên 1.500 hộ kinh doanh cá nhân. Thời điểm hiện tại,
đã có trên 4.000 người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 44%. Để đảm bảo đến hết tháng 6 năm 2022, hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức hộ kinh doanh đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình. Cục Thuế tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi cục, phòng chức năng đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan về việc thực hiện công điện số 431 ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp được giao tại Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình, quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, rà soát thực hiện các chính sách còn hiệu lực trong Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19, thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ thị số 16 ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ nhất sự cần thiết, vai trò ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội. Nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 1288 yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau. Các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính đầy đủ trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. 100% hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận phải thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, giấy tờ và cập nhật kết quả giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. Chỉ đạo quán triệt công chức, viên chức tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, chủ động bố trí đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, tập trung ưu tiên nguồn lực về con người, sẵn sàng phục vụ hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Mục tiêu đến năm 2022, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3-4 đạt từ 50% trở lên đối với các sở ngành của tỉnh và từ 40% trở lên đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Các năm tiếp theo tăng thêm từ 10 đến 20%, đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến khi thực hiện nộp phí, lệ phí thủ tục hành chính. Các sở ngành có lượng hồ sơ phát sinh lớn cần nghiên cứu đề xuất đẩy mạnh số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến. Ngày 26 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu và Ủy ban nhân dân xã Tân Dân tiến hành tổ chức tháo dỡ các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp theo quy định. Theo đó, trong 8 hộ vi phạm xây dựng nhà xưởng, quán cơm trên tổng diện tích vi phạm là gần 2.000 m2, trong đó hộ bà Đặng Thị Tuyến xây nhà xưởng, nhà ở với diện tích hơn 600 m2, hộ ông Bùi Văn Trung vi phạm gần 300 m2, kinh doanh quán cơm, hộ ông Nguyễn Tiến Cường, Lê Đình Thường và Nguyễn Khắc Sơn đều hơn 200 m2. Trong số các hộ này đều xây dựng trên đất nông nghiệp vi phạm quy hoạch hành lang giao thông đường bộ, quy hoạch tuyến đường 379 và dự án đô thị. Sau khi nhận thức được việc xây dựng trái pháp luật, một số hộ đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. Gia đình tôi vi phạm trên diện tích đất 03 từ 2007. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Xuân Thắng và các cấp chính quyền động viên gia đình tôi được tự tháo dỡ. Còn nếu mà tôi không tháo dỡ thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước khi thi hành quyết định giải tỏa, Ủy ban nhân dân huyện Quế Châu, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã nhiều lần vận động thuyết phục, giải thích các quy định của pháp luật và yêu cầu các hộ tự giác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, còn một số hộ trên không chấp hành, đưa ra nhiều yêu sách. Chính quyền xã cũng đã thành lập đoàn công tác đến từng hộ dân có công trình xây dựng sai phạm để vận động tự tháo dỡ, đồng thời chuẩn bị lực lượng sẵn sàng hỗ trợ nhân lực khi người dân yêu cầu, bảo vệ tài sản, hiện trường trước, trong và sau tháo dỡ.
Đối với Tân Dân thì chúng tôi ban chỉ đạo cũng đã vận động 2 hộ tháo dỡ trước, và còn 6 hộ thì hôm nay là tổ chức nghĩa là giải tỏa. Thì cơ bản tất cả các hộ cũng là đều chấp hành nghiêm chỉnh và cũng nhất trí. Thì còn lại thì sau cái cuộc này thì Ủy ban nhân xã của chúng tôi sẽ cùng với cơ sở thôn sẽ rà soát lại toàn bộ các cái ở trên địa bàn xã. Còn những cái trường hợp nào thì Ủy ban xã đã kiên quyết và làm dứt điểm trong cái tháng 6 và tháng 7. Theo kế hoạch, từ đầu năm đến nay huyện Quế Châu đã tổ chức thực hiện giải tỏa 423 hộ, còn 59 hộ đang được rà soát để tiếp tục xử lý giải tỏa. Việc cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân vi phạm luật đất đai trên địa bàn huyện Quế Châu trong thời gian qua nhằm lập lại trật tự kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Đây cũng là biện pháp răn đe, tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân, thực hiện công bằng xã hội để mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Giải thưởng Kim Đồng là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho cán bộ chỉ huy đội xuất sắc trên toàn quốc. Năm học 2021-2022, tỉnh Hưng Yên có 2 chỉ huy đội xuất sắc nhận giải là em Nguyễn Khánh Ngọc, trường Trung học cơ sở Lương tại huyện Văn Lâm, và em Nguyễn Trung Kiên, trường tiểu học Lương Bằng, huyện Kim Động. Em Khánh Ngọc, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Lương Tài, huyện Văn Lâm. Bố mẹ em đều làm trong ngành y, thường xuyên đi trực. Hai chị em Ngọc luôn bảo ban nhau việc nhà, giúp em học tập. Ngọc luôn có thời khóa biểu học tập rõ ràng, từ đó giúp em rèn luyện thói quen học tập. Với phương châm học, học nữa, học mãi, mỗi ngày em dành thời gian cố định 1 tiếng đồng hồ để học tại nhà. Trên lớp, em tập trung nghe giảng và tiếp thu kiến thức nhiều nhất có thể. 8 năm liên tục, em là học sinh giỏi, từng đoạt huy chương vàng Hội khỏe phụ đồng tỉnh Hưng Yên, top 20 đấu trường toán học, VOEDU toàn quốc. Để trở thành một đội viên tốt thì trước hết là mình phải có một tinh thần trách nhiệm và sự đam mê. Nếu mà mình có sự đam mê thì tất cả mọi công việc sẽ được hoàn thành. Và về tinh thần trách nhiệm, khi mà các thầy cô giao công việc thì sẽ nỗ lực hoàn thiện trong khả năng của mình. Trong công tác đội, với vai trò là liên đội trưởng, em Kiên luôn gương mẫu đi đầu. Các hoạt động đội được tổ chức là những kế hoạch nhỏ nhưng vẫn dày dặn, sáng tạo và rất hiệu quả, thu hút được các em học sinh tham gia như biểu diễn văn nghệ, các phong trào kế hoạch nhỏ, các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Khi nhận được giải thưởng Kim Đồng, em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng lớn như vậy ạ. Chúng tôi đã tạo sân chơi cho các em bằng các cái cuộc thi trên mạng, đặc biệt là tạo các cái nhóm Zalo, các cái nhóm để học tập và giúp đỡ nhau trong học tập. Tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức nhiều cuộc thi hơn nữa và đặc biệt là nhiều hoạt động hơn nữa, để từ cái tấm gương của em Kiên thì sẽ nhân rộng ra nhiều em nữa có được thành tích như em Kiên. Với những nỗ lực của các liên đội trường tiểu học thị trấn Lương Bằng được tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc cho công tác đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2017-2021. Liên đội trường Trung học cơ sở Lương Tài được tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc cho công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Việc nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi, phát huy vai trò của phụ trách đội cũng như phối hợp với gia đình và nhà trường giúp thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Sáng nay, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên khai mạc giải cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao năm 2022. Đây là môn thứ 5 trong tổng số 15 môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh. Tham gia giải có 11 đơn vị của 10 huyện, thị xã, thành phố và công an tỉnh với gần 100 vận động viên thi đấu ở 10 nội dung. Hai môn cờ vua và cờ tướng đều có 5 nhóm tuổi, 33 vận động viên cờ vua thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, 65 vận động viên cờ tướng thi đấu theo thể thức vòng tròn và hệ Thụy Sĩ. Giải đấu góp phần tạo nên sân chơi chuyên nghiệp và là điều kiện thuận lợi cho các kỳ thủ được thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường sự kết nối, giao lưu, đoàn kết. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.